tới ha các bạn. Rồi, Vũ mình chào các bạn nha. Hiện tại mình đang ở trên Tân Châu các bạn. Ở đây là gần nhà D14. Ở phía trước D14. Đây là đám mì 05 ha. Này à, 30 tấn nữa không anh? Dư không? Dư cũng được trên 30 tấn các bạn. Quay mẹ nói đâu 25 tấn đi. 25 tấn ha. 25 tấn. Củ này cũng được củ ha. Thỏ nậu quá. Củ đẹp. Ủa cái đám này sáng giờ đi mấy chuyến rồi ta? Đi chuyến hả? 2 tour à. 2 tour hả? Nó bắt điểm không? 700 mấy á, chạy ra 32 điểm. 32 điểm à. Vậy là quát điểm à. Bữa nay cũng còn 3.750 không? Sáng không coi. Đậu Thành Thái hay đậu của ai? Như là mấy ổng nói đậu Thành Thái gì đậu nhiều đúng không? Mai đồng cũ. À đồng cũ hả? Chứ để đậu mấy nói đựng lên đậu dàn công này nó nhỏ nó ăn cắp của mày dữ lắm. Đâu kìa. Tôi được phát biểu linh tinh lên YouTube luôn á. Phát biểu cái nổi tiếng luôn. À, phát biểu nổi tiếng luôn á. Nhớ bằng ngày chứ bằng đêm cấp mì. Đây giờ mình kéo lên chắc lên 3 giây ha các bạn. Lên 3 giây xong bên kia ngược lại 2 giây nữa là ra ha. 2 giây. Ơi, chặt. Ủa xe này là xe của ai? Con vàng. À. Ông cưng tên gì? Công. Công. Công vàng. Được một công vàng luôn á. Cái này của em cũng giữ. Em à. Ừ. Thì hôm qua có lại coi chiếc xe mới mà. Có hôm qua. À, hôm qua tới gặp. Hôm qua anh lại xong cái anh xin được cái lọc nhớt, cái lực nhớt. Mới đưa lại xe cho thấy chưa? Chưa, mới để xe sẵn. À. Thì tặng được ba cái anh xin cái. Không có công nhóm ngoài kia họ. Bên kia sáng xe Diện Vũ vẫn chạy vô chơi đó. Chắc sớm ghê, đi ba xe được 35 tấn rồi giờ nó xong có tiêu rồi. Rồi, bây giờ mình đi cho các bạn xem vòng vòng chiếc xe cái ha. Một này cũng lớn ha cưng. Bên này bị dài cho có 4m rưỡi, trên 4m rưỡi hả? 4m. À 4m thấy dài vậy ta. À. Năm nay đất khô rồi chở khỏe ha. Vỏ sau là 34 luôn ha các bạn. 18.4 34 luôn nha. Đa số anh em là lên turbo là lên vỏ lên hết bạn nhìn đã lắm, vỏ lớn đó nè. Ồ vỏ trước này anh mới thay luôn hả? À mới thay luôn hả? Thế cái sao là của nào vậy ta? Của lực sĩ hả? Của Ấn Độ. Không biết cặp Ấn Độ nó dài nhiêu à? 18.44 là 27 mấy hả các bạn? Còn trước này chắc 10 13 từ tầm giá 13 triệu. Vỏ này 12.500 là vỏ 13. À. 12.500. Cái này loại mới ra 15.500. Mày mới ra này của ai ta? Mày mắc 15 triệu 500. Để coi nó thường thường là 3, 60, 70 là nó cũng là 13 ha. Ừ, 13. À, nhưng mà mấy chiếc dòng xe mới bây giờ thì nó là 3, 60, 70, 24, 24. Dòng 20.
dòng này nè, dòng mâm 20. À dòng mâm 20 hả? À còn kia dòng mâm 24 nên nó lớn. Chỗ này giống mới ai cũng xài hết. Thấy dàn xe này thay đều. Nhưng mà không biết cái độ bền nó như thế nào ha. Nói với DGC là như thế nào. Mới mà. Kệ, phải thử chứ. Thử dụ một hai vụ được, coi như thế nào đừng biết xài. Chiếc này là đời mấy ta? 11. 21 ha. 21 ha các bạn. Anh em Tân Châu Tân Biên giờ đại số Văn Đông lên tục bô hết rồi. Hai năm trước á còn lên tục bô thì thấy ấy ha, còn giờ lên tục bô gần hết rồi. Đúng rồi, toàn là đi kéo à, anh em lên tục bô hết rồi. Giờ chẳng nhóm tới cái đó ha. Mới thay bốn mắt, thay bốn cái vỏ cũng tiền không ha. Vì công mình công nhậu mình có được 11 người hả? 11 à. À. Còn nhà mai đi đông không? Hết gì với gà hết mấy gà hết này luôn cho cũng cần đầy xe luôn quá. Đầy xe luôn á. Đây là mười mấy tấn á. Không năm này giác nặng ha. Ừ. Nặng hơn 140 nhiều. Giác thử cài rồi biết. Giác không nổi đâu. Giác không nổi đâu. 140 cài đầy đi ấy không năm đi. Rồi giống cái này cái nữa là dòng qua bên kia ha các bạn. Dòng bên kia. Nghe anh ta nghe công tài xế anh nói anh trai nói thì bỏ cần tuốt xa luôn hả? Kiểu này chết luôn. Quá đại sao bước xuống té nó xe luôn trời. Má ơi xù rồi. Giác gì được nữa. Điều khó giác cần nó hơi xa chút mà. Không á, còn mấy tàu mới ra dắt vậy không á. Đóng luôn hả? Đóng chi? Mở ra vậy đèn. À khó mở phải không? Mở trước sẵn. Tám 20 đời 21. Thì 820 thì nó thì 81 HP ha các bạn. 81 HP. Lên turbo nữa thì nó là 91 HP. Thì mình chỉnh cho nó tính cho nó 90 HP đi thì nó cũng bằng với chiếc 892.2 ha. Những cái dòng này thì mình quay rất là nhiều. Dung tích nó thì vẫn là 4.7 lít, bốn máy bít tông nó vẫn là 110 x 125 ha các bạn. Tua nó được 2002. Thì HP của nó là 81. Như này chiếc này chiếc này lên turbo. Thì có nhiều anh em nói sao mà cái những cái dòng Belagut á vẫn là 4.7 lít bốn máy. Nhưng mà sao có chiếc đó là 81 HP, có chiếc là ví dụ như là cái thằng này á hoặc mấy thằng lốc đỏ 825 á thì nó vẫn gì? Nó vẫn là 4.7 lít bốn máy, bê tông vẫn là 110 ha. Tua vẫn là 2002. Nhưng mà tại sao là giống như 925 nó cũng y vậy luôn mà lại mã lực của nó lên 100 mã lực và 115 mã lực hả các bạn. Thì nói chung tóm lại là cái xe này á nó là mạnh hay yếu là ăn thua heo bét ha. Heo bét với lại nó nhiều khi trong cái dên búa gì trong á nên nó là mình trong máy thì mình không biết hết các bạn.
nhưng mà có mã lực nó cao hơn rất nhiều nha. Ví dụ như 925 là 100 mã lực, còn 1025 là anh em nó là 115 mã lực thôi các bạn. Còn mấy dòng này thì 81 mã lực, nên nó là ăn thua là heo bét. Chiếc này thì nghe tài xế nói thì chiếc này chạy rất là ngọt luôn, chạy rất là ngọt nha các bạn. Đi đi lầy nó rất là ngọt luôn, nó không có liệm ha. Rồi bây giờ đại chắc nhiều chút xíu nữa bắt đầu là mình quay cảnh nó chạy ra ha các bạn. Quay cảnh chạy ra nè. Bây giờ nhóm tới bắt đầu là qua bên kia ha các bạn. Chiếc này thì anh tài xế nói là vàng lên heo ha, lên heo đuôi gió ha. Lên heo đuôi gió. Heo đuôi gió này thường thường là nghe nói là nằm trên 892 rồi, mà riêng của 892 ha. Còn 820 thường thì không có. Lên heo là heo đuôi gió thôi, nó là nó máy nó chạy ngọt các bạn. Rồi lên mấy cần nó quanh ra ha. Có một cần cần đó dướng bánh một. À nó có nguyên miếng cục trên đó. Nó có nắp mà. À đúng rồi, thường là cái nắp nó xéo đây không nè. Mà con heo này con heo heo khác. Heo này heo 4000. Có đuôi riêng nó luôn đầy đủ hết. Tại cái này các bạn. Nó khác nguyên này nè, là này kêu heo đuôi gió nè. Là của 892 là nó có nguyên này hả? Ừ, có nó riêng nó nguyên cục luôn. À nguyên cục của 892 vậy luôn. Nên nó là lên này nên chạy nó ngọt ha. Ga nó dài hơn ta. Ga nó dài hơn. Có bộ hổm có các em nó bình luận nó kêu là làm quay một cái clip chiên về mấy con heo của Bollywood á. Mà mình quay thì được á, nhưng mà phải có người biết rồi mình hỏi này kia không? Con này là mấy hai ngáp là chỉnh dầu với chỉnh ga ha. Dầu với ga. Thường đúng rồi mấy cái lực nhớt cũng phải có lực dầu mà. Lực nhớt. Nhớt hai lực này. Đó. Heo đuôi gió ha. quay không để ý nữa thì bạn nhớ để ý là cái này nó nắp nó xéo nè, nắp xéo xuống thôi. Nên cho mình không để ý là quay 892 rồi không để ý vô này ha. Heo thường nó có cái nắp. Đúng rồi, nó có cái nắp xéo đó. Nắp này như nó trên chặn xuống. Nó nằm xéo xuống. Rồi giờ bắt đầu nhóm tới ha các bạn. Hốt cái đống chỗ này để cho xe nó quanh cho hết ha. Để không ấy là nó cán lên ha các bạn. Mới lên bốn cái chỗ mới luôn, nhìn đã ghê luôn ha. Đó giờ mình mới để ý là heo đuôi gió. Đóng bên đây sướng ha, đóng bên đây sát xe luôn. Kêu tới miếng chứ đâu biết tới miếng là nhiêu. Tụi nó kêu, tụi nó đi dàn đường. Không dám chạy không dám khai chứ không.
này ở gần D14 mà chứ đâu phải ở gần bên trên mà, trên trên cái cây cày đâu. Mấy cái này làm hơn tù nữa. Cái cày về chạy xe xa dữ. Đây là D14 mà chứ không phải là cây cày. Đây là cây giống 05 nè các bạn. Mà nó nhìn cao lớn dễ sợ luôn ha. Cây rất lớn đó nha. Đó. Cây nó cao khoảng 2 m. 2 m rưỡi. 2 m rưỡi trên 2 m rưỡi luôn các bạn. Coi các bạn thân cây nè. Mà hai ngón tay gần bằng hai ngón tay của mình luôn. Đều đây anh trồng gọi chiếc ha. Đều cảm thấy giác nó cảm thấy nó hơi thưa hết các bạn. Nó trồng mà. Cây với cây nó hơi thưa. Thưa cây. Chứ không năm năm nay nó không trúng bằng 140 các bạn. Không năm năm nay nó thấp hơn nha, thấp hơn 140. Bên kia xe gà kìa. Giờ. Bên kia là xe con Toàn ha. Nó xe con Toàn chở ra. Xe Toàn chở ra xong bắt đầu quà bên đó vô còn chiến nữa mới xong. Rồi nhắm tới rồi. Đất này đi ngon ha, nó không có cắt mà, nó không có cắt như đất bên chỗ quà chở nãy bên kia. Bên kia quà vô chắc chiến nữa nè. Quà này quà ở Tân Hưng nha các bạn, ấp Tân Tây nha, chứ không phải là quà ở với Trà Vông nha. Hey, tài xế nhóm tới cái nữa mình kết thúc video thôi các bạn, tại vì nó còn lâu lắm các bạn ơi. Mình đi quay chiếc xe của anh Dũng cài xới chơi ha, chiếc mới lấy hôm qua, chiếc 892.2 á. Tại vì đây lấy ra đây còn xa lắm các bạn, còn lâu lắm, với lại nó cái mọt đó, thấy cũng phần này. Rồi. Chấm tới nha các bạn. Nặng ha, là nặng máy rồi đó. Wow. Vô đây lên thì cũng có hơn nửa tiếng nữa mới xong các bạn. Rồi thôi bye bye các bạn nha. Đi kiếm xe khác quay nha các bạn. Rồi tạm biệt các bạn.